Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài hình học đầu tiên, nghiên cứu về hai góc đối đỉnh. Chỉ cần nghe cái tên thì chúng ta đã có thể phần nào tưởng tượng và hình dung ra tính chất của hai góc đối đỉnh. Chúng ta vào phần thứ nhất, tìm hiểu như thế nào là hai góc đối đỉnh. Đây là hình vẽ minh họa. Cho hai đường thẳng xy và x'y' cắt nhau tại O, khi đó có bốn góc được tạo thành là O1, O2, O3 và O4. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có góc O1 và góc O3 là hai góc đối đỉnh, góc O2 và góc O4 là hai góc đối đỉnh. Từ đó thì chúng ta có định nghĩa hai góc đối đỉnh như sau. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này sẽ là tia đối của cạnh góc kia. Ở đây chúng ta thấy, xét góc O1 và O3, cạnh của góc O1 là OX sẽ là tia đối của OY là cạnh của O3. Cạnh OY' sẽ là tia đối của cạnh OX'. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu tính chất của hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh sẽ có một tính chất quan trọng, đó là số đo của chúng bằng nhau. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có số đo góc O1 bằng số đo góc O3, số đo góc O2 sẽ bằng số đo góc O4. Chúng ta sẽ đi chứng minh. Bởi vì O1 và O2 là hai góc kề bù, như vậy góc O1 cộng với góc O2 sẽ bằng 180 độ. Hoàn toàn tương tự như thế, góc O3 và góc O2 cũng là hai góc kề bù, như vậy O3 cộng O2 cũng bằng 180 độ. Từ hai nhận xét trên, ta sẽ suy ra được góc O1 cộng O2 sẽ bằng góc O3 cộng O2 và từ đó suy ra được O1 bằng O3. Chứng minh hoàn toàn tương tự, ta sẽ suy ra được O2 bằng O4. Như vậy, hai góc đối đỉnh thì sẽ bằng nhau. Có một số chú ý như sau. Thứ nhất, hai góc chung gốc có số đo bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh. Chúng ta có tính chất, các góc đối đỉnh thì chung gốc và có số đo bằng nhau nhưng điều ngược lại thì chưa chắc đúng. Và đây là hình vẽ phản chứng. Ở đây chúng ta thấy hai góc x'y' và xoy là hai góc chung góc O có cùng số đo nhưng chúng không đối đỉnh. Đó là toàn bộ phần lý thuyết về hai góc đối đỉnh. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các bài tập. Bài tập đầu tiên, hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại điểm A tạo thành góc MAP có số đo bằng 33 độ. Yêu cầu của đề bài đó là tính số đo các góc NAQ, MAQ và viết tên các cặp góc đối đỉnh. Các em hãy cùng vẽ hình ra nhé. Cô có hình vẽ như sau. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo là 33 độ. Từ hình vẽ này thì chúng ta sẽ lần lượt đi thực hiện các yêu cầu của đề bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải tìm số đo góc NAQ. Nhận xét như sau, bởi vì AP và AQ đối nhau, AM và AN cũng đối nhau, như vậy góc MAP và góc NAQ sẽ là hai góc đối đỉnh. Vì là hai góc đối đỉnh nên chúng có số đo bằng nhau và bằng 33 độ. Câu B. Góc MAQ và góc MAP là hai góc kề bù, như vậy tổng số đo của chúng sẽ là 180 độ. Từ đó thì ta dễ dàng suy ra được góc MAQ sẽ bằng 180 độ trừ đi 33 độ và kết quả là 147 độ. Sau khi tìm được số đo của góc NAQ và góc MAQ, chúng ta sẽ đi kể tên các cặp góc đối đỉnh. Từ hình vẽ thì chúng ta sẽ có các cặp góc đối đỉnh, đó là NAQ và MAP và một cặp góc thứ hai đó là PAN và QAM. Chúng ta chỉ có hai cặp góc đối đỉnh. Bài tập thứ hai, cho góc AOB và tia phân giác OC, gọi OA', OB' và OC' theo thứ tự là tia đối của OA, OB và OC. Chứng tỏ rằng OC' là phân giác của góc A', OB'. Chúng ta sẽ vẽ hình. Cho góc AOB, OC là tia phân giác, OA' là tia đối của OA, OB' là tia đối của OB và OC' là tia đối của OC.
chứng minh rằng OC phẩy cũng sẽ là phân giáp của góc A phẩy OB phẩy. Chúng ta sẽ làm bài toán như sau. Đầu tiên, bởi vì góc AOC đối đỉnh với góc A phẩy OC phẩy nên số đo của chúng là bằng nhau. Tương tự như thế, góc BOC phẩy đối đỉnh với góc B phẩy OC phẩy, số đo của chúng cũng sẽ bằng nhau. OC lại là tia phân giác của góc AOB nên ta suy ra được góc AOC sẽ bằng góc BOC và bằng góc AOB chia cho 2. Từ 1, 2 và 3 thì chúng ta suy ra được góc A phẩy OC phẩy sẽ bằng góc B phẩy OC phẩy bằng góc AOB chia cho 2. Lại có góc AOB sẽ đối đỉnh với góc A phẩy OB phẩy nên số đo của chúng sẽ bằng nhau. Từ đó ta suy ra được góc A phẩy OC phẩy sẽ bằng góc B phẩy OC phẩy và bằng góc A phẩy OB phẩy chia cho 2. Suy ra được tia OC phẩy sẽ là tia phân giác của góc A phẩy OB phẩy. Bài giảng ngày hôm nay cô đã nêu ra khái niệm và tính chất của hai góc đối đỉnh, đồng thời trình bày một số dạng bài tập có liên quan. Các em có thể tìm hiểu thêm về hai góc đối đỉnh trên trang LMS dựa vào đường link mà cô đã đưa. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Bài giảng ngày hôm nay đến đây là hết. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em vào bài giảng tiếp theo trong khóa học ôn tập kiến thức lớp 7.